Ngày 28 tháng 6 năm 2021, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 6 tháng qua, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, kéo dài, toàn ngành hải quan đã nghiêm túc thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về thực hiện mục tiêu kép. Tổng cục Hải quan đã tập trung triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Với sự chủ động nêu trên, 6 tháng đầu năm 2021, ngành hải quan đã đảm bảo tạo thuận lợi thương mại, kim ngạch thông quan hàng hóa và số thu ngân sách tăng mạnh so với cùng kỳ. Tính đến ngày 22 tháng 6, ngành hải quan đã làm thủ tục cho 7,13 triệu tờ khai với kim ngạch đạt 301,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế thu ngân sách của ngành hải quan tính từ đầu năm đến ngày 27 tháng 6 năm 2021 đạt 60,7% dự toán, đạt 57,7% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt với công tác kiểm soát hải quan, thống kê từ 16 tháng 12 năm 2020 đến 15 tháng 6 năm 2021, lực lượng hải quan đã phát hiện bắt giữ 7.105 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 1.533 tỷ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 11 vụ, chuyển khởi tố 37 vụ. Đặc biệt, ngành hải quan đã phối hợp với công an triệt phá nhiều vụ vận chuyển ma túy trái phép. Đáng chú ý, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ phê duyệt đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tích cực hoàn thiện dự thảo, nghị định, kịp trình Bộ Tài chính xem xét sớm trình Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã ghi nhận những kết quả, nỗ lực của ngành hải quan trong nửa năm qua và cho rằng những kết quả đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của cả nước. Cái nhiệm vụ xuyên suốt của toàn ngành chúng ta là chúng ta phải xây dựng cái ngành của mình, cái ngành hải quan Việt Nam của mình ấy là báo cáo chỉ 14 chữ thôi. Trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, năng lực và hiệu quả. Bộ trưởng Hồ Đức Phước cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục, trong đó đề nghị ngành hải quan quan tâm đến công tác rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của cán bộ có phẩm chất chính trị cần quan tâm hơn, chú trọng công tác luân chuyển cán bộ, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực. Ngành hải quan tạo thông thoáng cho doanh nghiệp nhưng phải kiểm soát được hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời phòng chống vi phạm, buôn lậu, gian lận thương mại. Phát biểu với ngành hải quan về những nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho rằng nhiệm vụ xây dựng chính sách còn rất nặng nề. Với cái tinh thần làm sao lắng nghe tối đa để khi mà chính sách ra thì nó phù hợp với thực tế, không vướng mắc. Và các đồng chí trong triển khai là phải triển khai huy động cái lực lượng tinh nhuệ, có năng lực trình độ của ở Tổng cục cũng như các cục để mà tham gia tham mưu với Tổng cục, với Bộ. Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng lưu ý việc ưu tiên hoàn thành xây dựng nghị định về đề án kiểm tra chuyên ngành và nghị định đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, giao dịch qua thương mại điện tử. Về nhiệm vụ thu ngân sách, Thứ trưởng Vũ Thị Mai chỉ đạo ngành hải quan lưu ý giải pháp kiểm soát thu, đảm bảo đúng chế độ, quan tâm đến công tác chống thất thu, chống gian lận trị giá hàng hóa, loại hình sản xuất xuất khẩu. Thu ngân sách đạt cao nhưng vẫn phải quan tâm đến thu đúng chính sách, pháp luật. Lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn hoàn thiện báo cáo sơ kết, trong đó đánh giá cụ thể về những tồn tại và đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.